Chào tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc nha. Hôm nay bên em giới thiệu cho tất cả anh em cùng tất cả các bác hai cái đầu máy ở siêu VIP. Em giới thiệu một chút kênh bên em nhé. Em Quyết, em Bắc Giang, chuyên động cơ xe máy nhé. Thì nay bên em giới thiệu cho anh em con Future Leo Sang Cơ, mẹ con Dream Việt đẹp nha các bác nha. Thì các bác mua được thì các bác liên hệ trực tiếp số điện thoại, hai số điện thoại nhé. Các bác vừa đăng ký kênh, ủng hộ kênh nhé. Sau các bác lại xem lại dễ. Còn mua hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em nhé, quý Bắc Giang. Đấy, thì đầu tiên thì bên em giới thiệu cho các bác con Fuel Sang Cơ. Con này thì nó quá là đẹp rồi. Đấy, con Fuel Sang Cơ. Con này. Coi con này trước. Thôi, để em giới thiệu con này trước nhé. Đây, con này là con Dream Việt. Hai... con này đời cao anh em nhé. Đấy, con này thì nó cũng chạy cũng khá là ít. Đấy, con này đời 2010 nhé, 2011 này. Đây anh em nhìn này, đấy máy đầu máy quá đẹp rồi. Con này thì nó cũng bị hơi chóc chóc tí sơn thôi, nhưng mà đầu mà con này rất chi chất nhé. Đây các bác này, đấy là cái cốt máy nó vẫn còn vuông đét này các bác nhá. Đấy, con này thì êm nhé, cái này em bán 6,8 triệu này. 6,8 triệu nhé. Đó là tất cả mọi thứ nó đều là nguyên bản hết. Đấy, con này bao zin nữa các bác. Là ý là con này nó không dàn điện nữa. Nó có chế hòa khí zin này. Cần đạp cần số nhé các bác nhé. Đấy, đây, cái này nó còn vừa mới tháo rồi. Đấy, nó còn chưa bị mòn gì cả. Đấy. Là tất cả bao zin nhé các bác. Là con này là mã C30 nhé. Giá 6,8 triệu. Em quay chi tiết nhé. Các bác ưng được thì mua nhé. Tại vì bây giờ nói thật với các bác là để mua được cái dòng zin này thật sự với các bác là bây giờ nó tìm rất nhiều khó. Để con nào nó còn đẹp như này thì các bác tìm thật sự là cũng khá là lâu. Còn các bác là mua rồi những cái con zin này nó đời không phải đời chót ấy, thì là máy nó cực ngon và cực bền hơn nhá. Thì máy nó chất đây. Đấy, nói cho các bác là để những cái đầu ốc này nó gọi là quá đỉnh. 6,8 triệu một con, bao ship cho các bác. Đấy, con này thì em lãi được 200 rồi. Là lên đường. Đấy, các bác mua được là ấy, được là con này lốc nó hơi xước một chút nhá, thì em quay chi tiết đây. Đấy, các bác nào đã có con zin rồi mình mà nó tã quá rồi mà các bác cũng muốn sửa nữa thì các bác có phải mua này. Đấy, em quay chi tiết nhá, máy led lên lẹt luôn, đầu bùa này. Đấy, từng con ốc từng chi tiết một đây. Máy cực êm nhá. Còn này máy em đã tuyển rồi thì các bác khỏi phải chê luôn, máy lổ êm ngon mà đi nó không. Đây 6,8 triệu đây. Lách giữa nhá. Trải qua thời gian thì nó cũng bị cái này, tại là bây giờ mình nó hay có cái chất tẩy rửa nên là nó hay bị sùi những cái nước sơn ra. Đấy, từ cái đời 2010 thì nó không bị sùi, nhưng từ 2011 2012 là nước sơn nó kém hơn, đi nó hay bị chóc. Đấy. Đấy, còn đây em tháo ra thì nó không có dàn điện thì bên em bán cho các bác là giá 6,8 triệu nhá. Đấy, còn con này thì thật ra là đây. Con này em đúng là em còn chưa mở ra để xem cái điện, vì tại vì nó zin quá, mở ra nó mất đấy. Có mỗi cái nó vặn con ốc để nó chỉnh tầm lửa nên là nó hơi bị quấy rồi thôi. Hoặc là bỏ ra xem quận lửa nó còn không, nó đẹp không, chứ còn đúng chuẩn ra là con này em chưa gọi là động chạm một cái gì cả. Đấy, mua từ trên xe xuống này đấy, các bạn nhìn quá đẹp luôn. Quá chất, máy quá chất, để em không rửa nha. Máy zin nguyên bản luôn. Đấy, các bác ưng được con nào thì các bác mua con này nhá. Chốt em con này nhá, tại vì C30. Con này C30, tại vì vừa rồi lô em có đậu 4-5 con ấy. Và các bác chốt nhanh quá nên là cũng vừa lên video được lúc thôi. Là có nhiều các bác mua rồi. Đấy. Con này thì đấy nó rất là đẹp, đấy, giới thiệu anh em là yêu cái đẹp được thì anh em chốt nhá. Đấy, các bác là vừa mua sau mà cái lô trước mà em các bác gọi đến mà em bán thì các bác có thể mua con này nhá. Rồi, tiếp theo con thứ hai bên em sẽ giới thiệu các bác là con Future Leo. Con này thì cũng gọi là siêu phẩm rồi. Em đã tuyển chọn cái hàng nó là siêu phẩm rồi các bác nhá. Đây. Siêu phẩm nhá các bác nhá. Đây. Cái con này thì nó có dàn điện theo các bác này. Đấy. Là chế IC con nạp là zin này. Đấy. Đẹp. Đấy, được cái em tuyển con này quá đẹp luôn này. Đấy, lọc gió mang cá chế hòa khí nhá. Đấy. Cần đạp cần số mẹ mang cá đây. Đây các bác nhìn này. Đấy, nhìn nữa biết là cái mẹ con máy đã đẳng cấp rồi. Đấy, cái giò đạp giò số này quá đẹp luôn.
Con này báo cái bác là con này là giá 6 triệu 8 nhé, em lấy thêm 100 là 6 triệu 9 nhé, bao ship cho các bác nhé. Đấy, đây cốt máy của nó đây. Đấy, nó vuông đen đét này. Đấy, con này nó đi quá là ít luôn. Còn vấn đề bảo zin thì chuẩn mấy anh em là nó gọi là zin đến 1000% rồi chứ không phải đến 100%. Đấy, các bác nhìn con ốc các bác biết nhé. Chưa một gọi là một vết động gì cả. Đấy, khi nó tháo trên xe nó như nào thì nó có nguyên như vậy. Đấy, đầu bò sáng con này chạy ít nha các bác nhá. Đấy. Con này đi giữ gìn này, nhìn đẹp long lanh luôn. Nó ngang hoa hậu à. Đấy. Máy quá đẹp luôn này các bác nhá. Đây. Côn này nguyên răng nhá, sáng choang luôn. 6.900.000 đồng. Đấy, bao ship cho các bác nhá. Đấy, các bác thiện chí được thì các bác mua nhá. Còn những cái để các bác là lắp vào con xe ba bánh của mình ấy, hoặc anh em có xe rồi ấy, thì anh em mà nó lát quá mà con xe kỷ niệm thì anh em mua con này về thì nó quá tuyệt vời, nó không ngồi gì suy nghĩ cả. Máy lổ êm bao chất cho các bác nhé. Đấy, zin từ những cái gọi là cái phần nhỏ nhất đi. Đấy, còn cái vấn đề là mà giá nó cao thì các bác cứ tìm trên thị trường nhé. Đấy, còn con nào nó phù hợp giá tiền, còn con nào là nó đẹp thì là giá nó cao, còn con nào rẻ bên em có nhiều mức mà rẻ có đắt có thì anh em cứ xem ưng được thì anh em mua nhé. Con này là con mã C31 nhá. Đấy, C31 ưng được con này thì các bác có thể mua con này nhá. Hai đầu máy này quá đẹp rồi, quá long lanh rồi, nên là không còn gì phải bàn cả. Tại vì những hàng đẹp này thì có nhiều anh em chờ đợi lắm, nên là anh em nhanh tay mua được thì anh em cọc giúp em, bảo nếu không có số tài khoản thì anh em bảo người khác cọc giúp thì là em giữ máy, chứ còn không là em chỉ tầm vài tiếng thôi là bên em đã bán mất rồi. Đấy, nên là anh em lưu ý nhé, mua hàng bên em là cũng phải thật sự các bác là cũng nhanh một chút, tại vì em không để đâu, tại vì nó có thể là hôm nay còn ngày mai nó đã hết rồi. Còn tiếng em quay lên chắc tầm độ tiếng đến một tiếng hơn tiếng là cũng có thể người chốt ngay rồi. Đấy, các bác lưu ý nhé. Đấy, con này đẹp thì các bác nhanh tay mua hàng thì cứ alo cho bên em nhé. Rồi, chào tất cả anh em cùng tất cả các bác. Đấy, chúc các bác một buổi tối vui vẻ.